Chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 30.000 cái token MiBook. Thì hiện nay cái token này nó đã được list ở trên PancakeSwap rồi nhé. Rồi, để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thực hiện các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo thì mọi người sẽ bấm chọn Start và thực hiện các nhiệm vụ này. Đầu tiên là sẽ join vào group Telegram, sau đó thì mọi người sẽ gửi cái tin nhắn MiBook này vào trong nhóm nhé. Rồi mọi người sẽ join vào group này, chọn join và mọi người sẽ copy cái từ MiBook này cho mình, sau đó sẽ gửi vào nhóm. Rồi quay trở lại, tiếp tục join vào kênh channel, chọn join này, quay trở lại và sau đó join tiếp vào kênh spawner. Rồi mọi người sẽ chọn join ở đây nhé. Ok, quay trở lại này và chọn don. Tiếp theo mọi người chọn Next. Sau đó thì sẽ follow Twitter. Rồi bấm chọn follow này. Quay trở lại bot. Và retweet cái bài đăng cùng với test thẻ 3 người bạn. Rồi mọi người sẽ chọn like, sau đó chọn check giống tweet cho mình. Ở đây thì mọi người sẽ test thẻ 3 người bạn nhé. Chọn tweet lại. Rồi sau đó quay trở lại bot này và nhập cái đường link retweet. Rồi mọi người quay trở lại và sao chép cái đường link retweet cho mình. Ok, quay trở ra, dán cái đường link retweet. Tiếp theo thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC, thì mọi người có thể lấy ở trong chớp MetaMask. Rồi mọi người sẽ sao chép địa chỉ ví này. Quay trở lại và dán địa chỉ ví vào đây. Rồi ok mọi người có thể bấm balance này. Ok, sau đó có thể bấm chọn claim để xem như thế nào. Rồi thì cái token này nó sẽ phân phối cho mọi người trong vòng 2 ngày nhé, tức là 48 tiếng đồng hồ. Thì ở đây nó có một cái đường link chia sẻ này. Rồi ok, mỗi một lượt chia sẻ thì mọi người sẽ nhận được 10.000 cái đồng MiBook này. Và với 30.000 cái đồng token MiBook sẽ tương đương với $150. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.